Ok, là chào mọi người, mèo Huân mình đây. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi. Tất nhiên là chắc đi là trò này rồi. Và tập trước thì tôi quên mất là tôi chưa gom X10. Đó, nghĩa là trong tập này tôi sẽ gom bùn cho mấy ông. Mình sẽ gom nó cái banner gầm nha. Mình quan trọng là lấy cái mảnh SSS của con gầm. Và một con gầm luôn thì càng tốt. Còn mấy cái con SSS còn lại thì không có đủ tài nguyên để mà nuôi đâu. Còn ba cái con này thì chả quan tâm lắm. Mấy con này chả kích duyên được cơ. Thôi con gầm đi. Gầm ở đó lớp. Ui tưởng là gầm thì chứ vãi. Thì ra được là hơi hơn đấy. Đó, thì đây chính là một cái đường rất trung bình thôi. Mà bây giờ mình sẽ đợi thêm một tuần nữa. Hiện tại là chủ nhật. Mình sẽ đợi có một tuần nữa đến nó ra event tiếp theo nha. Rồi mình sẽ quay trở lại. Mình đã đánh thắng sale. Mình có cảm giác như là cái ải cuối sẽ là ải dễ nhất. Mấy cái ải mà solo một con boss ấy, nó dễ hơn mấy cái ải kia. Mấy ải kia thì đúng kiểu là 5 đến 1 không trời cũng vẻ. Ừ, nó đánh đến mức mà tên tôi hẹo luôn. Còn cái ải mà một con boss ấy, thì nó yếu xìu à, nó không xuyên nổi cái hàng tăng của tôi và bị tôi xả sát thương thôi. Giờ chúng ta đã có đủ 7 viên rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ ướt trăng ướt này. Đây tôi vừa bấm cho con gì hay là bấm như đây nó mới cho chọn ra tìm đi. À đây là hình đó, chúng ta có rất nhiều con có trăng này. Tôi hãy bấm vô để xem chi tiết luôn, ngon nhỉ. Cái đấy trăng thì trăng là ngon nhất trong cái đám này rồi. Yes. Ok. Animation lâu quá chữ. Rồi chúng ta có thêm một viên này. Viên này là mình chơi sự kiện Gundam Week. Có được tặng gặp gồng Gundam thì Gundam Gundam. Hình như là cái ông chủ bang ấy, ông biết được rằng là mình có kế hoạch tạo phản. Thế cho nên ông kích mình luôn rồi. Tại vì hôm nay mình cũng định ao bang ấy. Nhưng mà bằng cách thì gì đó ông biết mình nữa. Đây thì ngày mai mình sẽ vào cái bang này nha. Mình đã nói chung là đã có cơ cấu các kiểu hết rồi. Giờ tôi sẽ nâng con trăng này lên. Ui dồi, lên được có 2 cấp rồi. Nhưng mà một lên được 20k được chiến. Chất lượng thật sự. 20k đấy. Đây, cái cầm cơ bản này chưa mát này. Quan trọng nhất là cái cầm thôi. Nâng sao thì nâng. Nhưng mà cái cầm nó phải là cái cầm nhất nha. Tại vì con này đang chính mà. Bù nó cũng giống như mấy cái con mà hủ cái mấy ông ấy, năng sao thì năng, quan trọng là HP và hủ thôi. Với cầm thì có thể bỏ luôn cũng được nếu như mà mấy ông ít tài nguyên. Đây chúng ta tách con này ra và năng đột phá nha, đừng có năng thêm sao nữa. Năng thêm sao bây giờ nó cũng chả ngon đâu, năng đột phá bây giờ nó to một đống kiếm luôn, chắc là xịn. Chứ lại cái cục này bây giờ cũng chả xài đến gì hết nên năng giờ luôn hợp lý rồi, được thêm 3% sát thương. Ok, 44k là kiếm một chấp áp 136k lực chiến, holy shit. Cầm thêm 46 nữa là cỡ một cỡ 200k lực chiến rồi. Xin thật sự. Game 172 ớ. Chúng ta mát rồi anh em. Còn mình nhớ là còn một cấp nữa nhưng mà chúng ta chưa đủ cái cục xanh. Cục viên hút con nhậm cái viên mà nhét đít cục xanh lá. Giờ farm nó khó quá. Rồi. Gì? Max cấp bây giờ tôi đạt được 100 rồng. Lên 4 sao là max cấp mới được 180. Tôi nhầm. Chúng ta được thêm rồng. À 13 vạn là 130 viên. Phải, bây giờ con trăng của tôi nó sắp. Nó 3 triệu rồi, 3 triệu là chiến rồi. Khỏe ấy nha, giờ đi ải thử xem. Đi ải đánh nhau, hiểu xem như nào. Chắc là tôi phải dùng kim cương để mà được cái, được cái lượt có thêm cái viên nhậm. Ui nó đóng một cái 82 kg kìa, quả chưởng 82 kg đó là bằng 75% máu của con vua ấy. Đúng không nhỉ, cũng gì mà này nọ đấy đấy, bằng cái gần như là bằng cái siêu cấp rồi. Khỏe à, mấy bạn, tôi đã chọn đúng nền văn minh rồi, cứ nhắm vào đột phá mà năng thôi. Lên 3 sao là sẽ năng mát đột phá là được. Tính ra cái viên tím nó cũng ok á. Hay là tôi farm cái viên tím nha. Viên tím bây giờ tôi thấy là nó hơi hốt rồi đấy. Tại sao có thể là nó sẽ cạn. Tại giờ sao 5 con mát được phá nó rồi. Ừ. Có thể thôi. Damonti tôi thấy Damonti nó hụt hẳn hết. Tôi cảm giác như là từ răng 59 nó là đánh thường ấy. Chứ không phải là 59 là ulti đúng không? 59 tôi thấy nó sao sao ấy. Ý ulti tôi thấy nó sao sao. Rồi. Quá to luôn, cái tem này nó hơi lợp một tí nha. Mấy con kia mà nó đánh thường nó nhắm vô ngoài sao nó thì ngon. Nhưng mà nó không như thế, nó chủ yếu là ulti mới nhắm vào sao thôi. Ok.
tại game này nó có cái tẩm sát thương. Nếu mà nó có cái hiện tẩm sát thương thì tôi sẽ biết được là ulti với đánh thường như thế nào. So sánh thêm rồi đam nó có nhỉnh nhau không? Ừ, quả to mà nhờ. Cả 100 mấy k đúng không? Nhưng mà tôi tính nó nhầm. Rồi vô đây lô mấy gà mới được. Đâu rồi, hàng này thôi. Đam của nó, tem của nó là đam nó là trước đúng không? Tem nó là trước thì xếp như thế không biết. Đừng hỏi tôi nhé, tôi cũng chả biết đâu. Giờ tôi hiếu cái gì xanh láo á. Đánh thằng Black. Thằng Black có là đúng rồi đấy. Rồi tem này tem sách giáo pha. Hai tăng, hai support và một đánh chính này. Ok, thằng Black đó, nó giảm đam hơi kinh nha. Một lần đánh với Trăng tính như là hai lần đánh đấy. Hình như là thằng Black nó hút hai phát. Đúng cốt chuyện còn gì nữa. Sinh ra để khác thằng Trăng. Đó. Qua nó cũng có chém này. Hôm đó mình có hồi sinh này. Con bu nó ngon cái chữ. Con bu của hồi sinh, còn con xe nó có né. Cái trận này nhìn hơi cũng biết thắng rồi ha. Nhưng mà để xem nữa, đỡ con cấp 3 nó chữ nát cái tem mình sao. Đúng không? Đấy, đam các bạn cũng nằm mức bình thường thôi, đam AOE. Nhưng mà giờ lét thì đam AOE nó rất là kinh khủng nha, anh em thấy không? Chưa gì hết thôi là tem mình đã chết gần hai đứa rồi. Đó chính là sức mạnh AOE đấy, mấy thằng yếu sẽ chết trước. Còn lại mấy thằng đã tẻ thôi. Đây, con nó chửi em phát này. Ở đợt, nó không còn cơ hội để chửi nữa mà. Nó bị khiêu khích, nó chỉ lao cho đánh thường thôi. Hình như là pha này nó đi rồi. Bị ăn hai chém của Trăng nó sắp không nổi đâu. Ừ, một chém rồi đi rồi kết cục thắng rồi ha. Đó cái dơ của tem đánh thằng sao gì đó, hai người mấy ông đánh từ từ nó vô được thằng đó, thằng đó nằm ở cuối mà thì mấy ông móc hẳn thằng đó luôn. Nó cái nó rất là dơ ấy. Ừ, nó để cho mà tôi thích chơi cái tem móc thằng sao. Mình đã quay trở lại chưa được một tuần nhưng mà mình đã nhận ra được chân lý, đó chính là bây giờ cái chợ nó sắp reset rồi. Cái đèn, cái tiệm thì cái chỗ này sắp reset rồi. Mà sau này tôi sẽ nuôi con cốt bu nữa này. Bu hay con tên đây. Trẻ con mới chọn mà người lớn lấy hết. Tôi sẽ cố làm sao kiếm được 4.000 đá để mà đổi cả hai nha. Nghe nó hơi căng đấy. Giờ chúng ta sẽ vào hư này. Game nó tặng thêm 32 đàn gon. Về chưa. Coi nó được con tướng ếch nào không. Đủ đấy cơ. Đây đủ con tướng ếch này. Ra con trăn đi. Bởi vì con trăn mình chưa có. Rabicolo. Rồi gon này. Chắc 10 lần thì chắc chắn sẽ được một lần một một 10 lần sẽ có một con tướng ếch. Ok, nói gì thì đó, trong cái lần này thì tôi sẽ gom một tí thôi, mong là nó nhiều đá một tí chứ không, tại tôi không muốn gom hết sau này tuần sau là có event gom nữa không. Rồi ra luôn đi. Ô ra hạt này, giờ chúng ta có được bao nhiêu đá nhỉ? 250 đúng không, một con tướng ếch là 250 đá rồi. 200 điểm gom ít 10 được nhiêu? Quay 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 ý trời anh em ạ. Đến 300. Ui rồi ôi. Ước. Ước 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 ước. Nhìn mà hèm lắm ạ. Ừ. Ừ. 10 con tướng ếch. Lên luôn đi. Lên luôn anh em ạ. Lên luôn. Giờ tướng ếch đâu có còn xài đâu. Đúng không ta? Ừ, còn xài nào đâu. Lết 400k là chiến. Holy shit. Kinh dị thật sự. Cái này người ta là may mắn chúa đấy, lắc chúa đấy. Người siêu may mắn. Goku, hoàng vật hưu Goku. Tất nhiên rồi. Được thêm UB còn. Ok. Có gì hot. Goten, không phải Trăng à, Goten ra nhiều hết. Trước giờ con còn thấy Goten. Nhiều đá rồi ta. Ừ, còn phải chuẩn bị thêm cả số đá để mà đem đi kia nữa, đem đi đột phá nữa. Cũng kinh mấy. Cái này tắt hết đi. Rồi mấy cái này à. Đó, cho tắt hết mấy này, cho nó đỡ trắng rồi. Nhân vật, đây, chúng ta được nhiêu rồi. Thứ hết không sao nha. Chúng ta được 3.000 đá. Chưa. Chưa 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 chưa. Gọn rồi đó. Còn phải gọn thêm nữa. Để làm phút nữa. Thành ra là chúng ta sẽ càng nhiều hơn nữa.
Thế chắc là gom thêm 30 lần đi sang tiền đấy mà không tính hết luôn. Hợp lý rồi đó. Không cần thiết lắm. Lúc đầu, giai đoạn đầu thì cần không có. Giờ anh rơi 17, 18. Lấy làm chi? Giờ toàn sẽ ít ít thôi. Chắc để 5 phút nhỉ. Ừ. Đúng rồi đó. Chính xác. Không sao đâu được luôn. Cái gì đó ngon ngon đi. Ôi. Chưa có trăng luôn à, tôi muốn mở sổ để kết duyên nhưng mà nó lại không có. Rồi, lên em. Why? Làm phốt thôi chứ còn gì nữa. Hàng này có tác dụng gì? Hàng này nó flop lắm, nó không nổi tiếng như là bu hay là sale đâu. Toàn hễ và đập dở sắc hương. Chả khác gì đánh hưởng của ma. Xài chiêu xong thì tăng giảm sắc hương. Đỡ, đỡ anh công, giảm điểm năng lượng. Có chính nghĩa trong loại hình bất quốc nghĩa là nói chung là cái bộ skill của nó khá là đằng ở đây rồi. Thôi tắt luôn đi chứ còn gì nữa, hết cứu rồi. Thằng này được 1.000 đá này, giờ chúng ta cần thêm 2.900 thôi. 2.900, 2.900 khó chịu quá ta. À, nhìn nó khó chịu hết nha. Ba, tại sao lại 3.900 nha? Để mình vô triệu hồi này mình đây ơi. Gia gì? Gia thêm cỡ 100 mảnh là được. Ui, triệu hồi này nó hên đấy. Đây, vừa khích luôn. Giờ chúng ta sẽ sống nó bu và vô tên đi. Sau này tôi sẽ bỏ black ra này. Nhưng mà thời điểm nào thì không ai biết. Rồi bu lên 3 sao. Một con tướng nào đó nha, một con tướng bất kỳ, nó lên 3 sao là nó sẽ mạnh. Một cách đột biến luôn. Đạp hiếm hiếu tướng ớt rồi. Giờ chứ bây giờ mình chưa nuôi được vô tên nha, mình sẽ vẫn chơi Black thôi. Sau này thì Black nó sẽ chuyển sang sale. Ừ. Và là Black chuyển sang vô tên cũng được. Giờ chúng ta cần thêm 4 con tướng ớt này. Cố thôi. Hay cố hy sinh với thằng Gon này không? Lực chiến sắp lên dù dù rồi đúng không? Giờ chúng ta có một con tăng chín, một con năm chín nha. Lên 3 sao rồi nó bắt đầu khỏe. Còn giai đoạn kia thì nó khá là dở. Hai con tướng ếch đi cho nhiều nhiều phút một tí. 18 tôi cũng có rồi. Lần này ra hai con tướng ếch đi là được. Còn là ra ếch ếch luôn. Ếch ếch càng tốt. Xin hình như tôi chưa có. Vậy. Tỷ lệ ra ếch ếch nó xui nhỉ. Pha pha mới nãy tôi ra ếch ếch được nó cũng hơi kinh đấy. Cũng phải xài tới bản kẹp đâu. Quải tới giờ nó ra hai con này. Kệ dư cũng được. Giờ tôi bắt đầu quý trọng tướng ếch ếch rồi đúng không? Rồi đây 1, 2, 3, 4, 5. Ừ. Quái nó hiếu đã hấp tỉnh rồi. Không đỡ được luôn á. Từ từ đã hấp tỉnh thì oh, holy moly. Đã à, đi lộn à, đủ. Chắc không đủ hay lật đâu. Chính cái gương đấy. Hoặc là đi cái kia nó cũng có đáng tỉnh nhưng mà không phải là thời điểm hiện giờ. Chắc là mình lăn được chiến xong đi rồi mình quay trở lại nha. Mình sẽ skip cái khúc tăng được chiến, thì anh em cũng hình dung nó tăng được chiến giống kiểu con trăn ấy nhưng mà nó sẽ ít hơn một tí, tại con trăn nó nhiều đồ hơn. Thế thôi, bu bây giờ của mình sẽ trở thành thủ chính luôn. Tới giờ tôi mới nhận ra cái video này tôi chưa chào ai cả. Kệ đi, chả quan tâm. Rồi ngày mai nữa là cái event gone rồi. Ủa à, 21 tháng 10, đúng rồi em ơi. Thì trước khi đó có mấy ông bảo rằng là tôi nên đổi cái siêu cấp chém này sang cái siêu cấp sức quyết để mà đi map nhanh hơn, thì ok luôn, tôi sẽ chịu mấy ông luôn đó. Tốn 100 kim cương tại vì nâng cấp cái này lên không có tí đam hết, công nhận khoa đó tôi nâng ngu ấy. Tôi chịu mấy ông đến thế là cùng đó nha. Mà tôi không hiểu tại sao cái siêu cấp này nó yêu cầu Piccolo. Tại cái Frieza form này thì nó đánh nhau với Goku và đầu Vegeta chứ. Piccolo đánh với form 3 mà, đúng không? Đúng không? Hay là form 2 anh em nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi ải nha. Đó. Test thử luôn để xem coi mấy tin có chuẩn không. À, bây giờ chúng ta game đây nhờ thì cấm chế của con bu này hơi đỉnh đấy. Gọi ném cục cất xuống. Ờ, quay. Ừ, làm. Ui, giật một phát 22k.
đam kiểu này ok á, nó AOE, nhưng mà cái việc mà có đi ải tốt không thì chúng ta xem nha, nếu mà còn một hàng ấy thì sẽ là đi ải tốt hơn, còn nếu mà còn hai hàng ấy thì nó cũng chỉ ngang với cái tròn kia thôi, nó chỉ gây hai stack xuất huyết thôi, hai stack xuất huyết mà nổ 22 cái đam á, holy moly. Nhờn nhóc, ôi giờ tin không chuẩn rồi, có thể là mấy ông bảo à, nhưng mà mấy ông coi video của tôi đều có gà, là mấy ông coi video tem quan hit mà, tại sao mấy ông lại có thể đề xuất cái quay 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 hơn hạt đấy, quay được vấn đề kỹ năng rồi, hơn hạt anh em ạ. Tin chuẩn rồi, tin chuẩn rồi, ok tin chuẩn rồi, không thể tin được, vậy chúng ta sẽ đổi ngược lại thôi. Tan tan. Ôi cái này mà cộng với cái con Babidi nữa nó nổ rồi. Đam chắc cũng phải kinh lắm. Mình đã quay trở lại. Hiện tại thì đang tranh đoạt hộp vòng thì các bạn mình đã có được 6 viên rồi. Và bây giờ mình sẽ đi support cho bạn mình nha. Đây, thì cái chỗ này nè. Chúng mình sẽ cần phải dò mấy cái chỗ chấm hỏi. Đây, thằng còn thằng này đây, 5 triệu 7 lực chiến hả? Thằng này nó sẽ đánh từ trước đánh sau. Hết lực chiến rồi á. À, cái này á hả? Còn 11 phút nữa hay là đợi 11 phút nữa nhỉ? Tại vì một cái khu á nó đây, anh em nhìn nè, thấy chưa? Một cái khu thì nó sẽ tối đa được là 2 viên ngọc rồng một khu. Chính vì thế mà mình sẽ phải ngồi dò. Cái này chúng ta tìm hiểu hết rồi, nghe chỗ này chỉ mát được thôi. Lúc đầu thì mình ôm cái này nè, nhưng mà mình không hiểu tại sao mình đang ôm ngọc rồng mà thì thanh niên này lên cái háp ấy. Rồi cuối cùng là viên ngọc rồng vô tay thanh niên này luôn. Xong rồi mình chán quá, mình đi sang khu khác mình chơi. Thì chúng ta còn được hàng khứa này thôi, là đó thì 5 triệu 7 được chiến đúng không, mình đang là 5 triệu 8 nè, vậy là không phải là hơn cấp là hơn được chiến ha, chứ đây mình cũng có bút nữa, dành cho anh em nào không biết á, thì cái này nó có bút đây 30%, cái này là bút từ háp nha 30% đó đam, và ủa cái này không phải đam, cái này cái hình này cái hình gì tôi không biết, nhưng mà cứ mỗi cái cờ thì chúng ta sẽ được bút thêm 10% nữa, hiện tại chúng ta đang có là tính cả tôi nữa ở đây đây thì chúng ta có 60%, nếu như mà tôi tính không nhầm nhé, à, tăng sát thương và giảm sát thương này đó, bút thủ và tấn công 30% đúng không ta, hay là cướp được cái háp thì ba hàng nó sẽ được bút nhờ, coi thử 1 2 3 4 5 6, ôi vậy là cướp được cái háp thì chúng ta mới bắt đầu tính bút, thì ra là vậy. Ok vậy thì chắc là cỡ 10 phút nữa mình quay trở lại đi. Ngày mai thì chúng ta mới mới có được cái skin summon, mình nhầm một tí này mà. Thông cảm tí. Giờ thì cũng chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Tướng của mình thì nó cũng phải yêu cầu còn là lên 2 sao cũng được. Thế cho nên là hiện tại đang cái giai đoạn là dậm chân. Mấy ông nạp tiền thì làm gì biết cái giai đoạn này, mấy ông. Đây, đó, dư tài nguyên nha, nhưng mà mình phải nuôi tướng này. Quan trọng là hiếu sao với hiếu phút thôi. Rồi chúng ta đủ hàng để đột phá luôn. À, lấy mảnh gầm luôn anh em nhỉ, lấy mảnh gầm luôn đi. Rồi bao nhiêu được chiến? 61k. Rồi nó nhảy một phát thì giật mình luôn ấy. Công sức tôi nuôi mấy con kia không bằng một lần đột phá của con này. Phải trưởng học. Tí tôi nói học với mấy ông mà tôi mà bị bệnh tim thì khoa đó tôi giật tôi chết rồi. 37, 3 triệu 7 được chiến. 6 triệu 2 phải hả, ui mấy ông nhà giàu làm gì biết cảnh này, mấy mấy ông thì 1 triệu được chiếm nó với mấy ông bình thường đấy, kê mấy mấy ông có thừa nhận là cái pha đó nó giật kinh thiệt không, là một phát là đột phá một phát là 300k được chiến đấy, holy shit, và mình là người đi trước nên mình muốn nói luôn là các bạn đừng có xài cái đá cam đó nó quá phí, bởi vì cái đáng lẽ ra ngày hôm qua mình đã lên được rồi nhưng mà tới hôm nay mình mới lên được, tại vì mình đã chậm chậm cái giai đoạn đấy do mình xài tốn quá nhiều đá cam ấy, nên thiếu, chứ các bạn đừng có đi cái xuyên không buôn buôn thì nó cho rất là nhiều cái võ đài ấy, và mỗi tháng bạn sẽ trỏi được 1 lần 2.000 đá mà đá về lét dư gì lắm, nên đừng có buôn, bạn chọn mấy con khác thôi, mình nghĩ là mình sẽ chọn cô tên mình định bỏ lắc ra anh em, mình thấy rằng cái việc mà khống chế càng ngày càng mạnh, khống chế thì gây thiệt hại cho đối phương, mà mấy con này thì chủ yếu nó mình nếu mà mình nuôi không đều á thì nó không có trâu đâu,
Thành ra là mỗi con nó khống chế được một tí thì con đam chính nó sẽ đánh khỏe hơn, nó đỡ mệt hơn, đỡ hô oxy hơn. Cái tăng mà mình nuôi như thế này á, thì nó cũng chỉ ăn được 3-4 hit của quái là cùng. Và mình cũng nhấn mạnh luôn là cái khống chế của thằng Trăng nó khỏe lắm, nó có thể làm cho đối phương bắt mạnh được tới 2 hiệp luôn. Rồi bây giờ nó xàm đủ rồi, vô đây đánh nó được. Đó còn 1 phút nữa hả? Rồi kiếm cái cớ nó xàm tiếp anh em, nó xàm để cho nó hết 1 phút đi. À đúng rồi, đi năng con bù kia. Ồ, đột phá nè. Đó dư rất là nhiều bẩm luôn. À đây Hiếu nữa nè. Thấy chưa? Hiếu đã cao rồi đấy. Nói chung là anh em nên nuôi một con đâm chính thôi, đúng không? À bây giờ còn lâu. Nói chung là anh em cứ nhắm đi, gần tới được con đâm chính đột phá thì anh em chờ đá cam. Tại game này là nếu mà các bạn chơi theo kiểu năm văn thì các bạn nuôi được có con cái thôi. Giờ đét thì mấy cái con quái qua màn của cái thám hiểm này nó khỏe lắm. Còn nếu mà bạn muốn reset theo kiểu kia ấy, thì bạn phải bỏ 100 kim cương, rất là căng nha. Đó, năng hoàn cho răng thôi là mấy thằng này tuổi có chăng vô game là nói chung là cái con game này bạn chỉ cần có một thằng 59 khỏe và một thằng hũ để mà nó bảo kê thằng 59 của bạn là được. Ở đập vẫn chưa đủ trình nữa nào, thấy căng không? Trăng thì à đúng rồi, tôi thấy là bên nước ngoài bọn kia dùng cái con này để hũ mặc dù nó không phải là thế lực đâu ta, chưa cho game quên mất là bên đây nó chậm hơn bên kia. Nó là kỹ nha, nó là skill ấy, nó là cái con mà trong Dragon Ball Super Hero hay nó tên gì quên tiêu rồi. Phu, đúng rồi đúng không? Phu đúng không? Thì người ta thường hay dùng bằng đấy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái tên đồ như đây đây rồi, tôi sẽ dò này nha. 5,7 triệu, họ hơn tôi rất là nhiều. Tem nó là đánh lại trước đúng không? À, cứ cho vậy đi, mình đã thay đổi rồi, mình sẽ cho thằng Black ra sao. Lâu lâu có mấy chiêu AOE nó dính thằng Black thì thằng Black nó hit được tăng đam, nó chọt luôn mà sao cho nó phải khỏe một tí đó. Anh em thấy bù khỏe không? Rồi tôi đánh giá sai bù mấy ông chửi quá trời. Đấy, nói chung là con bù nó có khống chế khỏe, còn con sale thì nó cũng có khống chế nhưng mà bủ bủ là mau hơn con bù. Con bù nó khống chế dài lắm, rất là dơ. Ít ra thì con bù nó được cái khống chế. Con bù được cái là nếu mà bên kia nó đánh bạn đau quá thì bạn vẫn còn cái khống chế và bạn nhây được thêm một lượt. Đây ví dụ như thế này này, là bạn nhây thêm được, bạn đỡ thêm một hit nữa đấy, thế thôi cũng ngon rồi đúng không? Ui rồi nó giật kìa, không ổn rồi anh em ơi, sức quyết kinh quá. À, chính xác này, chém cho kỹ vào, đừng có hụt pha nào. Bị khiêu khích khốn nạn, combo khó chịu quá. Và bây giờ xin chết Vegeta này. Ui vãi, nó nâng mát cái đó hả? Không ngờ luôn á. Ui sức quyết khỏe lắm không, trên cái lực chiến mà nó chơi như này. Con chó bu này khó chịu quá. Ui ok, sắp sắp win rồi, cố lên, sắp win rồi, đánh hết đam rồi bọn nó không có gì để chơi mình hết rồi. Xong lại bị khiêu khích nữa, khó chịu hả? Rồi ok, pha này đi mày, đi thắng rồi nè. Đó hết đam rồi không có gì, đó là lý do mà bạn hy sinh cái thằng support đấy. Đó là lý do mà bạn nên đặt thằng support đứng đỡ đòn cho thằng đam chính, tại vì nếu mà hết đam thì bạn không làm được cái gì hết. Rồi báo cáo với cán bộ là cái chỗ chống hỏi này nó không có viên nào nha, cán bộ đừng có binh tôi nữa. Ok chưa? N ở này trong nhóm chưa gì hết, bị binh một đống cái vào đầu rồi bảo rằng là thằng kia mày đi dò map đi. Ủa, khó chịu ghê. Rồi ngày mai thì chúng ta sẽ đi gon nha, bây giờ tôi sủi đi. Oh shit, tôi vừa mới nhận ra là cái event này nó không cho cục gon nữa, có nghĩa là từ giờ chúng ta sẽ phải tích 200 gon hay bị tích 155 hả? Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ tích và không còn xài tốn như là lúc xưa nữa. Ok luôn, cho họ tiếp. À tôi quên cái, quên mất, nghèo quen rồi, quên bấm vô cái nút kia để xem được con ếch ếch gì. Ok, bấm luôn đi, coi như xui một lần đi, hên lần này để sẽ hên được Bitcoin phải giặt vậy. Nếu mà được con khác ngon hơn thì ok, ví dụ như là thêm một con trăng nữa đấy, 50 mảnh. Ôi pha này tôi có cảm giác giống được 2 ếch nha. Rồi không được rồi,
Hình như là cái vàng ếch tôi lấy hết rồi thì phải, không còn sót con nào nữa. Ô được cha cô này, nói chung là được mấy con xài được thì ok, dù là mảnh nhưng mà vẫn ok luôn, không sao hết. Còn mấy con mà mấy con lạ cũng được lấy sổ, nhưng mà bây giờ chưa cần lắm, lấy sổ chủ yếu là để kích viên thôi. Chứ để kích viên thì tôi nghĩ là kích viên cho Gogeta hay là Janemba nó sẽ ngon hơn, tại tôi chơi Tamon hết rồi. Ủa khoan, Janemba có liên quan tới thằng Bitcoin mà đúng không? Chứ có chuyện thằng Bitcoin, Bitcoin với thằng Gogeta đóng thằng Janemba như con Janemba đâu ta? Nó bên kỹ hả? Hay là chưa vô game? Anh sức mạnh chứ, tại sao ra thế? Nhầm 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 nhầm. Đây. Ơ. Vãi. Kích viên cái gì thế này, thôi kệ đi. Xung tiếp. Được bắt ngon. Anh rồi 20 mình khó chưa ta? À chưa. Đâu có rồi. Ui ngon này. Con này là đánh làm sao rất là ngon, nhưng mà chủ yếu là đấy để kích viên thôi. Yes, được cái nhờ. Ok. Ui, con này dễ kích viên quá. Được 20% tỷ lệ sát thương chí mạng và 10% tỷ lệ chí mạng, quá ngon. Con này hai block được này, nhưng mà tôi cần support cơ, không cần đam nữa. Đánh một đứa gây ba đằng đam bằng 203 công, rồi sau đó tăng thêm sát thương phải chịu của cái địch. Có tỷ lệ bạo, có cây chó phải. Con này giống trăng nhờ, vừa có đam vừa có khống chế, cả cầm ưu tiên đến người ta. Không, cái này không phải, cái này nó khác. Con kia thì nó, có con nó sẽ yêu cầu là tất cả team mình luôn, nó đánh duy nhất là sao. Còn cái này ấy, nó có nghĩa là một mình con này thôi, là đánh thành sao. Pha hủ chó sẽ tăng thêm đam, bản thân né hoặc đỡ sẽ tăng thêm 15% sát thương. Ngon nhờ. Cái này ngon đấy, nó đi chung với mấy hàng support được. Support hay chó thì nó có đam, đánh nhau cho mấy hàng tăng thường tăng nó sẽ có né hoặc đỡ, ví dụ như là xe với bu thì nó sẽ tăng thêm đam. Cái này ngon này, khi bị debuff giảm đam cái kiểu ấy thì sẽ đợi bỏ hiệu quả và tăng thêm đam, xịn thật sự, nhưng mà chỉ xài được một lần thôi. HP cao hơn 50% tỷ lệ khống chế tăng. Con này ngon đấy, nếu mà tôi gọi ra nó chiếc trăng thì có thể là tôi sẽ xài nó, nhưng mà đáng tiếc. Kích duyên cũng dễ nữa. Rồi quan tiếp đi. Còn khoan, nhiêu rồi nè. Nãy giờ chắc cũng gần 200 rồi đó anh em. Hai lần mở thẻ thì chắc cũng gần 200 rồi. Ừ, trừ khi một lần mở thẻ nữa, 80 gold nữa. 80 gold nữa là xuống còn cỡ 140. Quay, giờ tôi phải tích rồi chứ không gold tào lao được. Tích 60 gold. Tới giờ mới được trăng. Mừng thật sự, tới giờ mới đủ kích duyên đấy. Cảm động ghê luôn chứ. Mày xong con cu mạng lắc quá không? Hôm nay bị gì mà mạng lắc? Tôi nói thật với mấy ông là tôi không xem xét nha. Không hiểu sao mạng lắc nữa. Thằng nào nó cắn vào file nhà tôi ấy. Rồi vô tên. Cái gì? Cái này chắc là lắc thôi. Chứ mà nếu mà thích thằng Goten thật thì không ổn lắm rồi. Tại sao thằng Black nó lại nằm trong đây nữa? Tôi thấy đéo ổn lắm. Cái này do mạng lắc rồi. Hết cứu. Hồi nào đừng đùa chứ. Đùa không vui. Ừ. Bao nhiêu gòn này? Hình như là xuống 140 là dừng đúng không? Hay cứ gòn tiếp rồi. Mấy con này chủ yếu thằng Phút nữa mà. Giai đoạn đầu thì còn gòn ngơ ếch nào thì lấy. Chứ về sau thì gòn ngơ ếch thì nó cũng chỉ đỡ ếch thôi, nó không hơn được. Vậy sao toàn xài ớt ớt, còn vậy sao nữa thì con ớt cho Trung Quốc luôn á. Vậy sao ớt 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 thì xài ớt ớt là phút phải trời đi. Cái này là gon từ X10 ra, cho nên là gon trùng thì tôi cũng không đòi hỏi nữa. Còn nếu mà từ cái này nè thì tôi mới đòi hỏi thôi, tại cái đó nó mất hơn rất là nhiều. Cái này hên xui ra thì là phút. Vegeta, Vegeta tới giờ khó chưa chưa. Nói chung là con gà ếch ếch cũng được, ếch ếch thì nó tách được 1.000 đá.
chất lượng hơn bọn kia. Pizza robot nữa, mecha pizza thêm 10 lần nữa nè. Goku, Wakuku, Goku. Gần ra tướng ba ếch nào. Hình như trong đây không có ra tướng ba ếch thì phải. Đúng rồi, không có tướng ba ếch nha. Khoan đã, hình như là con Android 10. Android 18 nó đâu có nằm trong đây đâu ta. Sao cái tướng ai lấy đây? Thế lại ra nó hơi nhiều nha. Thì có này rồi đấy khác. Để kích duyên thôi nè, không đem gì hết á. Từ từ. Trăng này, Trăng còn Hiếu Vegeta này. Còn thằng này Hiếu Ba Bili Goku Vegeta. Ui sợ, thằng Bu nó khó kích duyên dễ sợ luôn. Ok, hiểu. Tôi quan xem cái đó trước, bảo sao ra Android 18 hơi nhiều. Vegeta này. Ok, vậy thì còn Hiếu Goku với Ba Bili đúng không? Ok. Bỏ này ở đây có rồi. Đẩy thêm đứa nào vô nữa. Đứa nào kích chiên đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ ba đốc ra. Đẩy Goten vào. Con nào tôi chưa có nha. Để coi cái sổ cái. Kiểu gì về sau cũng mát ra. Nhưng mà bây giờ có được thì ngon. Tại có, bây giờ có được thì một cái viên nó tăng nhiều sức mạnh lắm. Có tên rồi này. Ok, thì cũng chỉ có tới đó thôi ha. À, có thằng Gohan nữa. Ok, giờ bình thường. Còn thằng Trăng thì tôi giữ lại bởi vì nó là một cái thằng đam chính mà. Bỏ Black ra đi, Black giờ sao không xài nữa rồi. Vậy thì cho thằng Vegeta lên đầu. Cho dễ dính nó một tí. Không biết là có dễ dính không hay là nó gacha gặp ngẫu nhiên trong đây. Cho thêm thằng nào nhỉ, cho thêm ông Quy Đảo đi đó. Ô có được thằng Kasera rồi thì chúng ta sẽ bỏ Kasera ra, cứ từ từ thôi, làm hết chừng nào full sổ thôi anh em. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm không. Khỏe đó, được thêm một lần ếch ếch nữa nè. Ếch ếch thì chọn nữa, ếch ếch thì chọn chứ là bu á. Bỏ đi, bu thì bây giờ dư sao rồi, bây giờ tôi cần phải cho cái tem tôi nó tất cả 2 sao hết rồi tính tiếp. Ở đâu ở đó thì cái gì chọn mình có thể lấy Vegeta. Ừ đúng rồi, có thể lấy Vegeta để kích duyên. Tại giờ nếu mà lấy Trăng á thì cũng dư, hơi bị dư luôn. Trăng bây giờ mình không còn năng sao nữa, mình năng đột phá thôi, mà cái đột phá này nó tốn ít mảnh lắm, Trăng lắm là 10 mấy, 2 mấy, 3 mấy thôi đó. Với lại Trăng bây giờ còn khẩn đâu lắm, cứ đi xuyên không từ từ, mỗi ngày là chúng ta có 2 mảnh thôi. Giờ thì mình nghĩ là lấy Vegeta kích duyên trước đã. Một cái viên của Vegeta tăng tới 20% sát thương chí mạng và 25% công, rất là to luôn. Thằng Bu thì chắc chắn nó sẽ lên sao bằng với Trăng rồi, tại Bu mỗi ngày trong võ đài có này, thằng Black sau này quất này, Zako với Cell thì nhất là thằng Zako, Zako Cell với thằng Goten. Okay, cái tem của tôi sẽ là như vậy, nhưng mà đợi tôi lên cấp 120 đó. Lên 120 tôi kế thừa thằng Black cho tem, tại vì ít ít mà tách ra nó sẽ bị mất 50% cái tài nguyên, rất là khó chịu. Đây tôi có 2 viên thì chọn nè, 2 viên này là do đi ải, về sau đi ải nó không cho ngọc gầm nhất định nữa, nó sẽ cho ngọc gầm thì chọn 7 hả, 7 hình như là tôi có hơi nhiều 6, à không tôi hơi nhiều 4 chứ. Ủa sao viên 7, à không trời viên 4, bị qua mắt rồi. Rồi chúng ta xài cái gan đun trước ha, gan đun quay cái ta luôn thì ngon. Không phải quay cái ta này, quên á, ý ý của tôi là quay cái ta Super Saiyan anh em ạ. Chịu rồi, quay viên nó cũng kinh đó nhờ, viên kích cũng cũng được ấy. À không, hơi khó, cần tới 3 con hết ớt. Mâm là sức mạnh của nó sẽ đáng đồng tiền nha. Chứ chiên kích 3 con SS mà nó chỉ số vàng thôi thì cũng cốt luôn. Ulti của nó thì ổ khoan, sau ulti chỉ có 65% cam anh em. Tôi thấy không ổn lắm. Ulti đánh thường. Siêu Saiyan, à có nghĩa là thằng này nó sẽ nhắm như Saiyan mà đánh trước.
Nhập cốt truyện đánh thường hiệu quả ký sinh duy trì 4 lượt, 4 lượt thì sẽ kích 1 lần, khi chiến đấu sát thương đánh thường giảm 25%, sát thương kêu tăng 5. Cái này là nó cái giảm đam này là nó gắn cho mục tiêu đúng không? Sao khó hiểu vậy ta? Tung chiêu chủ động lên cái địch ký sinh thì sẽ địch giảm thêm sát thương. Sao tôi thấy con này giống bọt quá vậy? Khi địch tử vong sát thương tăng 4. Tại sao nếu mà đam nó to một tí thì thôi, khi địch tử vong phải hai. Cái này là dùng để cho mấy thằng nạp tiền thôi, mấy thằng nạp tiền ulti nó mới chết được vài thằng, kiểu như là nạp tiền đánh nhau cái cày trai giống tôi này nuôi được có 2 con thôi. À, tôi cũng không cày trai lắm nhưng mà nuôi được 2 con thôi, mấy con còn lại thì cho nó tự sinh tự diệt ấy, kiểu đó thì nó mới hóng được. Rồi vậy thì chắc cái này chúng ta đổi ra quê ta đi. Đó, hương thằng trăng lắm mới đấy được cái chiên đó nhá. Rồi xong, bao nhiêu lượt chiến anh em nhé, đón xem được 100k không? 200k đấy, anh em thấy đáng làm tiền bát gạo chưa? Nó phải hế, nó phải hế. Rồi vậy thì trong cái triệu hồi này chúng ta lấy nốt thằng Vegeta ra, 2 thằng Vegeta luôn. Quái thằng Vegeta đặt trên đầu mà vẫn ra thằng ở dưới được. Thêm con nhỏ này vô với thằng Piccolo phải, tình như tôi chưa có Piccolo rồi đó, cứ làm gì thôi, sau này là đầy cái túi. Còn còn hiếu nhiều lắm nhưng mà đúng rồi, mình mở rồi thì nó sẽ hiện trong đây chứ không phải là mấy con mà mình có ha. Giờ thì chúng ta kiếm thêm thằng Goku với thằng Babidi đúng không, để kích viên chơi. Ồ xong 34k chiến quá khỏe, còn Gohan nữa được đỡ đòn này. Vậy thì chúng ta sau này chúng ta sẽ lấy thêm thằng Goku để lấy thêm cái gì HP và tỷ lệ đỡ cho Bu, sau đó lấy thêm 3 PD, rồi cuối cùng là mới tới thằng Gohan. Gohan cho gì, né hả? Né không quan trọng lắm, sale thì tôi để chân thôi chứ bây giờ sale cũng không ngon nữa, làm hậu phụ thôi. Còn cái gì hot không ta, còn cái gì quẩy quẩy được không, còn mấy viên ngọc rồng ta đây, 20 mảnh vải, nó không ra mảnh đất ếch luôn, chịu rồi. Thôi thì video này kết thúc tại đây nha, nhớ làm subscribe cho tôi đấy, không là tôi khóc đấy. Bye bye. Event này cuối cùng cũng đã tới rồi, event gacha và cái gacha, nói chung là gacha này rất là ngon, bởi vì nó cho bạn chơi được 2 cái event tăng được chiến, đó chính là event trang bị đúng không? Hình như cái xu này là xu cho trang bị, còn qua cái event thắng nữa đó, ra là một cái event cũng rất là ok luôn. Thường thì tôi sẽ nhận tới event này nhưng mà do cái con game này cho nhiều ron quá nên thôi. Hero chi viện này đó, Queroz và Frieza Hoàng, có một cái bù nữa, bù thì cần 2 con ếch ếch thôi thì chúng ta có thể có được bù rồi. Nhưng mà tôi cũng chả cần bù bây giờ, bù thì sao lên dễ, và bây giờ tôi hết đá cam thì nuôi rồi, thành ra là lấy về cũng chỉ để chân thôi, không đáng đâu. Rồi giờ chúng ta gọi luôn ha, có sự kiện triệu hồi rồi đó, sự kiện triệu hồi này thì ồ có bù nữa, xin nhờ, sự kiện này chất lượng đấy. Thì cái sự kiện triệu hồi này tôi sẽ dễ nhờ, tôi quên tôi định nói cái gì, đúng rồi. Sự kiện triệu hồi này nó sẽ có cái rất là ngon ở cái chỗ nhiệm vụ ý hát, đúng rồi. Thường tới sự kiện triệu hồi này là cái ý hát nó rất là xịn lên nha. Đây thì chúng ta sẽ lấy tạm mấy con này đi. Đó. Khoan đã, từ từ. Mình đang thiếu thiếu lực đúng không? Thiếu lực thì đấy như thế này. Ở bên đây thì nó ở đó. Đúng rồi, thiếu kỹ. Ok luôn. Tiếp theo là chúng ta ra cha. Quay. Thôi kệ, một ngày ra cha 1 lần thôi em ạ. Hơn cái sự kiện này là nó ra mấy cái hên đó, tôi để ý mà tôi có ngập gầm với mấy cục gòn là từ sự kiện này hết á. Giờ chúng ta đi gòn cái triệu hồi đi, về ở đây nè, bụp mâm lại ra nhiều nhiều phút tí, 1 lần gòn được 2 con ếch là được. Giờ đang thiếu phút chậm chậm luôn. Tôi tưởng gòn ra Mecha Frieza thêm 1 lần nữa chứ. Chúng ta có sale dạng 1.
Cho này xui nha. Hết ếch cũng được. À, có xin này này. Tới giờ mới mở phá nó. Mà xin bây giờ hơi muộn rồi. Giờ tôi có gia cô rồi. 10 đằng gôn được có một ếch thôi. Chán quá. Được trăng kìa. Trăng này ngon nha. Năm cái mảnh này hơi bị quý. Ui. Được. Hiếm lắm mới có đường pha ra hai ếch như thế này. À, chúng ta nhận quà đi. Có thể nhận quà nè. Đó. Còn bao nhiêu nữa?